Khơi anh em là hai nâng khnia tam bất chi bị bỏ chua bà cách nhược nhóc cho mùi nâng công sổ chiệt. Đây bà bôn nẹ xa lọc mạng lộ chi bị bỏ nâng nẹ niên công sổ chiệt. Trời ban mà hai chân dô tha chỉ cú xa em là hai em sổ lành khnia chạy tất một lịch. Thưa hỏi tôi sẽ nâng cái chân cho nay nâng chi vất miên sổ phẹm một cô ni khẳng này. Tôi bây chụp ai đuôi score tặng này cái đây lộ chi bị bỏ thôi mọt bằng happy chỉ vật áp bình phía cho môi nâng nẹ niếng cung sổ chiệt thà thlọc on chật khnê nhật nhọt nâng chlu bà cài khnê tiệt phòng vì thi có rụng ní ban bằng thèm thá bê khlác bà cài khnê rương ca nghĩa có miến chun ca chi lan chỉ môi khnê nâng dê rương ní rương nụ mân trơ bà thiên ập bọt chlu khnê có miến đại tay rương tèng nụ sót tay chỉ rương tôi tác bản nọ on chất khnia mình chịu tê giang chán pi máu bay máu trời khnia bình hải a tây tạ fresh boy prap thá lộc dul à rom nẹ niếng cung sự chiệt chúc ba đôi chân nét lộc nâng đâng pi độc biếp lông giang nặng bạc giang mạch hải thua mấy cầm áo quạt khăn pê na quạt khăn lộc chúc ba một thá mẹ trà mùi, bà bốn mình đã khóc. Bà khóc ai mớ mẹ trà mùi bình. Đó anh chấn dương chịp đầy, miên tay từ luôn quát, bà căn luôn trời bê, tư chịp bà nhà hai bình tê. Lúc bị bó, thá mà nụ sợi cho chết ai mà nụ bó luôn, đối chứ nế miên tay thua tam chết bà bốn. Bê nẹ niên sổ chịt khăn, mà đó lúc bị bó ao, nâng để chi sống tốt vì nó nè tăng phi trở ra khía bình hải vì thi có ở các ban cam vị thi thông thông nơi nông tù tu hoang mi ở bình thảm thế chuồn cá lốt chèo chèo chật kháng bỏ cây dốt trơ chi mùi nâng bỏ bồn thế bê chú lúc nè mà đòn trong cáo lúc bị bỏ chi nè luôn pru anh đất bỏ bồn mà giáng lúc kết hà chú lúc nè có một ban ở quay một quỳnh này vì thế có rõ và cổng mít cổng mơm cú ao sở lãnh mùi ni ba nội đăng phong đại thá bê khá nè niên sở chiệt có thlop luôn lột vinh phong đáy tay mân sơ chỉ nhật nhọc tì phía chán khẳng pro luôn chán chiến bà nít cứ chỉ rừng đầy bà bốn bàn tệ tổng hưởng đầy bà bốn bê khá dân trâu tập miên bà em bà bê khá dân trâu miên prai miên chú miên chọt vì tay là miên nực nông cổng rô xa hai bậc công cụ xa mũi nhị thay ở đây toa khnê mũi tăng bị ca một rõ hậu đoàn miên côn bầy buôn pram ấy ní mà đa miên tùm nọ toa tên khnê tê đôi chìa mình sẽ chứa bọn mạng tê bạc xua tha mà nó bị tăng tăng miên ả rõm xây khnê nức nông khả nạc bê na mũi bạc ả rõm xây khnê rư có tiết xa nạp xây khnê bạc phía chấn mình mên tha nức nông bê nâng rồi có phép xe anh chết mình tạc tế xe nạp được nhiều hậu thế bạc chúng ta mình tế xe nạp xe anh kìa vì chỉ chụp nạch mùi đại thuộc phụ quát ai mình tầm nội rồi có công cụ xa mùi chân nôn mình ca chú lúc rồi cái này đổi xa tay tố xe nạp mình sợ sợp kìa bạn chúng ta rương bọc kê xa hậu tế ở tí hóa rương bọc kê xa tay vô một bọ xa rai mà chia ở rốc hẹt phó tới cứ khóc kìa số thứ hai ấy bạn chỉ miễn tệ sản khẩu này vì ở sai lời chấm nét đắng nâng cao sang vô nâng cao lụt loa robot bọc cồn mà nẹt để quạt bán che một chúng cá bọc cồn cỏ cọt che hỏng pin chấm nét đắng cò chẳng tới tái bọc cồn kho cọt che chấm nét đắng kho chẳng tới chân tệ sản pin nắng nơi bây để quạt vô một nhẹ chỉ một khía cứ nhẹ sinh khía để thôi ở quạt miền bản nhà bọc trang này tệ sản hiện luôn chúng nộp về đại bậc căn nơi chấm hô tiền này luôn thua ở phục quát anh miền bắc hà, còn tại đôi lúc bị bỏ còn dễ chấn cứ lo mệt té nộp về đại quạt thua anh chấn cứ không có xa khá cứ bờ sân chỉ ai thua đi quạt bán cứ lo mệt té, mấy đại thang nộp về đại khăn hai dân đăng thà chất bỏ quát cứ khăn ta dân thử thua mất dân thử đăng thà ta ta chấm nói đại dân ai và chưa biết được có ai ao quạt tôn chất cho mùi nâng dương quýnh đau đặc biệt nè chẳng phải chẳng mà nó sẽ chọn ai cũng nó bỏ luôn tụi bây khâu được cả trời cả đời đôi lúc bị bọn dây mình chẳng tiện tôn mình tra tìm mùi rồi bọn mình đã khó
bà khó mơ mê tra tì mùi bình bàn chân ní cư chìa chùm nạch mùi đà vừa nhì dương dì thức tha thức đáng lý sai bàn tay vô ảnh ở quát kì lõ xong bà krong kru xá bù tha dương công bà can à ca trâu trâu hiền luôn bàn dương thở mên ta mên tha mên kháng mên xoay bà mên kháng mên xoay nó bây giờ dương kháng kháng tình phí chân krong kru xá xong mên xoay mô lì bàn chân tái thử tăng lái tha bà đây vốn thử tài chô khí vừa xanh luôn ai khóc thử tại sông tố bà sông tố ឧទាហរណ៍ថាខាងប្រពន្ធគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅលួងលោមមនុស្សប្រុសវិញទៅឬក៏សុំទោសមនុស្សប្រុសវិញទៅបាត់ជាប្តីទៅឬក៏ប្តីគាត់ឃើញថាពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយមកគឺរឿងកំហឹងគាត់ខុសអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅសុំទោសប្រពន្ធវាអត់មានថោកអីក្នុងការសុំទោសប្រពន្ធឬក៏ទៅលួងលោមប្រពន្ធទេព្រោះនេះគឺជាជីវិតរស់នៅក្នុងភាពសុភមង្គលមួយគ្នាបាទអ្វីសំខាន់គឺធ្វើឲ្យក្រុមគូសាយើងមានសុភមង្គលរស់នៅក្នុងសេចក្តីរីករាយបាទព្រោះយើងកើតមកក្នុងមួយជាតិធាតុមច្ឆាដូចគ្នាយើងមិនអាចទៅឲ្យក្រុមគូសាយើងមានទុក្ខមានការលំបាករហូតនោះទេយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យគូស្នេហ៍របស់យើងឲ្យក្រុមគូសាយើងសប្បាយរីករាយហើយកុំធ្វើឲ្យក្រុមគូសាយើងមានភាពក្រៅក្រហាយក្នុងក្រុមគូសាព្រោះនៅពេលដែលមានភាពក្រៅក្រហាយនៅក្នុងក្រុមគូសាជីវិតរបស់យើងវាអាចស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយពិបាកដែរពិបាកត្រង់មកថាក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះវាអាចមានបញ្ហាប្រែស្រាំឬក៏យើងពេលខឹងអ្នកខ្លះណាខឹងទៅក៏ទៅរោគខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅបាទទៅដើរលេងផឹកស៊ីអាឡូអាឡាពេញផ្លូវពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងទៅវិញទេតែបើសិនជាយើងចេះផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាចេះយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រកាន់ចំហមួយថាជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទោះបីខុសទោះបីត្រូវអីយើងត្រូវតែនិយាយរកគ្នាដូចជាគេមានច្បាប់មួយដែរសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធដែលមានគូសកលស្រឡាញ់គ្នាណាអានឹងខ្ញុំបានពីលោកគ្រូខឹមសុខេងដែរគាត់និយាយពីច្បាប់ទាំង8ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែ3ទេច្បាប់បាទព្រោះគាត់ចេះពីគ្រូរបស់គាត់ដែរគាត់ថាដើម្បីឲ្យក្រុមគូសារីបានមានសុភមង្គលហើយមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺទី1ថាបើសិនជាយើងខឹងប្រពន្ធបាទឬក៏ប្តីតោះគ្នាតែយើងកុំដេកកន្លែងផ្សេងគ្នាត្រូវតែដេកនៅកន្លែងតែមួយបាទដូចយោទិយថាយើងខឹងគ្នាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងយើងត្រូវដេកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែមួយអត់មានទៅដេកនៅបន្ទប់ផ្សេងគ្នាទេបាទនេះជាចំណុចមួយចំណុចទី2គឺយើងប្រើរបស់រួមគ្នាបាទប្រើរបស់រួមគ្នាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមនុស្សប្រុសខឹងមនុស្សស្រីខឹងអញ្ចឹងទៅតែរបស់រួមគ្នាយើងនៅតែប្រើព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលយើងប្រើរបស់រួមគ្នានេះយើងនឹកដល់គ្នាយើងមានចិត្តសណ្ដោះគ្នាឯនៅពេលដែលយើងប្រើរបស់រួមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនទែនហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារទោះបីខឹងទោះបីអីក៏ដោយគាត់នៅតែស្រឡាញ់គ្នាមិនអាចចោលគ្នាបានណាហើយចំពោះប្តីប្រពន្ធត្រូវតែមានការអត់ឱនគ្នាច្រើនតិចហើយម្នាក់ម្នាក់កុំចិត្តខ្លាំងពេកបាទនៅពេលដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ចិត្តខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងវាមិនសូវជាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររីកចម្រើនឬក៏សบายរីករាយនៅក្នុងសុភមង្គលគ្រួសារទេសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នាស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនបាទយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាគំរូសម្រាប់សង្គមរបស់យើងផងដែរឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់មានអ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើតាមគំរូនៃក្រុមគ្រួសារនឹងទៀតផងព្រោះដោយសារអីគាត់ឃើញថាក្រុមគ្រួសារគាត់មិនដាលឃើញមានតោះគ្នាទេតែតោះគ្នាក៏មិនយូរដែរស្រឡាញ់គ្នាមិនដាលរកកម្មរកុសនឹងគ្នារោគរឿងគ្នាទៅវិញទៅមកទេភាគច្រើននេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគេយកគំរូតាមបាទក្រុមគ្រួសារដែលចេះអត់ឱននៅគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានគេហៅថាមានសុភមង្គល
បាទវានៅមានចំណុចច្រើនទៀតនៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលមិនមែនតែមួយចំណុចហ្នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនដើម្បីបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា